tác phẩm Mai Dừng. Cái này dừng dài nha, lật cây nha. Quấn cục cục rồi nè. Rồi rồi thứ cầu vô ơi. Quần chỗ này 59. Ồ, 49. Nhiều. 49. Đo lại lại hả? Đó, đo được. Đây là, đây là 49 nè. 49. Rồi, quần đó 49 nha. Chốt cao. Chốt ngưỡng 43. Ồ, 43. Để ngang chiều cao đây. Chiều cao. Chiều cao lên cái đuôi luôn. Lên đuôi luôn. Lên đuôi 1 mét. Mét 2. Bao mét 2 đâu, 1 mét 1 mét 15. 1 mét 15 à. Cao 1 mét 15 nha anh em, để ngang đây. Để ngang 45. Ờ, quay dài vòng quá ta. Cây này lật cây ha, dễ quấn cục cục luôn. Còn chậu nha. Ờ, em coi nó quấn cục cục rồi. Lật cây nha, đều dễ. Dễ ok à. Đầu hơi bị bọng nha anh em. Em về xử lý chiếc xi măng, bỏ xi măng vô rồi nhét cục đá vô. Đó như em đi nhét đó. Đó. Rồi để vô rồi. Đó nè. Đó bầu bọng chỗ đây nè. Đó anh em. Bọng sâu vô chỗ này nha. Ừ. Sâu vô chỗ đây nè. Em còn nó khóa à. Dễ này nè. Dễ này nè. Nó xuống lại chậu luôn nha. Đó xuống lại đây luôn nha anh em. Xuống lại đây tỉ cho hai anh nè. Đây hành lên nữa nè. Cây quấn cục đá. Bể đít rồi rồi. Quấn nè. Được rồi. Cây này bị vip nha nè em. Tác phẩm nha. Còn nó quấn à. Phê em nha nè em. Cây này thực tế. Phê lắm. Quấn bự à. Cốt dễ cây này cũng bự lắm. Được rồi thấy không? Mặt nó cũng đẹp hết nha. Quay anh quay vài vòng nữa. Đó. Bề đá. Dễ này nó ngược lên lại lại nha anh em. Đây, tiếp nha. Rồi, giao lưu anh em. Cây mai dừng dáng thú nha. Cây có cái lưng rất đẹp nha anh em. À, đầu này nó đầu nó hồi giờ về dần luôn, dần dễ luôn nha. Cây dễ nhiều nha. Cái dần này nó bị lũa nha anh em. Lũa thép nha. Đây nè. Đây bị lũa. Không sao nha, lũa không bọng nha. Mà thân mình rồi là đặt luôn nha anh em. Đặt đầu đặt tôi sạch sẽ rồi. Không bụng lũa nha. Cây nó xù đây nha. Cái này nó lũa thép đi xuống nha anh em. Rồi đâu có thước đâu. Chiều cao 1m12. Dốc ngọn 47. Còn đế thăng này là 75. Rồi đế ngang. Đế ngang 76. Rồi ok. Giao lưu anh em, cây mai dừng, nhãn thú nha. Cây sao có cái nhiệt bú này nè. Rồi còn vô đó đó thứ luôn. Đẹp đại nha. Sáng bú đít. Còn quần đây nè. Quần bú luôn, tổng bú. 62. Và chỗ bú đó 62 nha. Mình thăng trên rồi vô. Đó. Thăng trên. 42. 42 quần ngọt. Chụp ngọt. 37. 37 đế ngang. Đế ngang. 70. Đế ngang 70. Cao. Cao. Chiều cao 62. Cao 62. 52. Nhiều. Đâu lại đâu lại thế. Chiều cao 52. 62 chứ. À 62. Cao 62 nha anh em. 62. Chiều bay thú. 63. Chiều bay 63. Chiều bay 93 hả? 93 63 đâu ra. Mấy sợ ấy. Chiều bay 93 nha anh em. Chiều bay 93 nha. Cầm tay mặt nó dễ. Để mày vào tay mặt đi. Cái này có bú nào dễ dưới nha. Anh em coi cái bú đó nè. Thực tế cái bú này hôm qua nó bự nha.
Đó, một cái tô nha. Cơm. Còn cái đường kính nha. Ha. Thốn bú ngựa đít. Đầu sạch sẽ nha. Đầu này mặt sống nha anh em. Đây lũ thép nha. Lũ không bọng nha anh em. Lũ tới đây hết à. Bọng xuyên tâm ở kia rồi. Đó. Nó lũ xuyên tâm ở kia nha. Không bọng không dễ nha. Đây này. Nằm đá nó sẵn xù lên đá. Lũ xuyên qua đây. Đít à. Đít quá cục cục đây nè. Không lũ không dễ nha. Đó. Cây đẹp cây nha. Này còn lăng này. Cây này anh em trồng trồng ngang thả cho ngang cho ít nữa nè. Đấy cái này phải đít bự nha. Đó. Đít nó có một con này nữa nè. Rồi, ok. Rồi. Tác phẩm mai rừng chân dài nha anh em. Cây này cao cây to cây nha. Đó. Rồi vô đó thứ được rồi vô. Cao. Thú nha, để thú nha. 1m67. 1m67. Mình. Đó. Cái này. 42. Mình để 42 nha. Mình giữ mình giữ. Đây đây. Đó mình ở đây. 45. Ờ mình đó 45, hai chi. 22. 24. Rồi chị 24 chị 22 nha anh em. Để ngang. Để ngang. Để ngang của nó là 46. Rồi quay dài vòng cho anh em xem luôn. Để ngang 46 nha anh em. Cây đẹp cây nha. Để thú nha anh em. Đầu nó hồi về dần đế lại luôn nha. Đó, cây sạch sẽ bóng lưỡng nha. Mập mập. Rồi quay anh. Tại không có bàn quay nha anh em. Quay đỡ cho anh em tham khảo nha. Em tiến này xét rồi. Rồi để vị trí cũ đi. Đó. Giờ để em vậy đó rồi. Cây đẹp cây nha anh em, để thú nha. Mập mập nha, em coi nè, mập mập trắng căng nè. Để thú rồi nè. Dễ ok nha. Rồi dễ nè. Dễ nên cái đồ nè, dễ nè. Dễ nè. Đây nè. Để thú nha anh em, cây này nó hồi đầu giờ lại nè. Chi khá đẹp nha. Đó. Đẹp cây nha anh em. Đó, anh em vô chậu đây. Cao cây to cây á. Đầu cổ sạch sẽ nha. Sáng gần 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 này đẹp. Đây có miếng lũ nhỏ. Lũ này. Lũ thép. Xíu à. Rồi ok. Rồi giao lưu anh em. Cây mây rừng. Dán thú nha anh em. Cây này nó có y như con thú luôn nha. Chân cắn đầy đủ nha. Thì nó xuôi xuống, đầu đặt tui nha anh em. Đầu sạch sẽ nha. Có tấm lưng đi xuống luôn nè. Cái này anh em giờ ghép làm đuôi ghép luôn cũng được nha. Dễ nè, dễ chi nhiều nha. Đây nó có hai chi dễ nè. Trên trước đây cũng có chi dễ bốn chân nha. Cái này nó hơi bị khiết khiết xíu nha anh em, không sao nha. Đầu đặt. Rồi, đâu cái thứ ơi. Chiều cao 53. Dốc ngọn. Dốc ngọn 60. Rồi đứng ngang. Đứng ngang 70. Chiều bay con thú luôn. Chiều bay con thú là 77. Rồi ok.